Sáng 11 tháng 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 3 giờ 30 phút theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác cứu nạn quốc tế gồm 24 cán bộ chiến sĩ của Bộ Công an Việt Nam đã đến khu vực tổ chức cứu nạn cứu hộ thuộc đường 531 Adıyaman, Marcus Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay khi tới sân bay thành phố Adana, đoàn làm việc với ban tổ chức để nhận nhiệm vụ. Sau đó, các thành viên của đoàn tiếp tục đi tới khu vực tổ chức cứu nạn cứu hộ. Do quãng đường di chuyển gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi nhiều, đường trơn trượt có nơi âm 6 độ C, nên phải mất tới 10 tiếng thì đoàn mới tiếp cận được hiện trường. Suốt cả hành trình, đoàn không có thời gian để an nghỉ dọc đường. Khi tới nơi, các thành viên trong đoàn đã tiến hành khảo sát và lên các kế hoạch để thực hiện việc cứu nạn cứu hộ. Sau đó, đoàn dựng lều trại dã chiến trong đêm với ánh sáng của những đèn pin. Đoàn công tác cứu nạn quốc tế được giao nhiệm vụ chia hai nhóm. Một nhóm tham gia cứu nạn, nhóm còn lại chuẩn bị các hoạt động hỗ trợ thiết bị y tế tại khu vực có tòa nhà bị đổ sập, phía dưới có khoảng 15 nạn nhân bị vùi lấp trong thảm họa động đất. Một thành viên trong đoàn cho biết khu vực vẫn đang rất nguy hiểm vì một số tòa nhà có thể tiếp tục sụp đổ bất cứ lúc nào. Do đó, ngay khi được phân công nhiệm vụ, nhóm tham gia cứu nạn đã tiến hành khảo sát hiện trường, lên phương án tìm kiếm người bị nạn. Trước đó, tại lễ xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế vào chiều 9 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên thực địa, với vai trò đại diện cho quốc gia và lực lượng công an Việt Nam, các chiến sĩ nỗ lực cố gắng tích cực phối hợp với các lực lượng khác, không quản ngại khó khăn nguy hiểm và nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy bản lĩnh phẩm chất người chiến sĩ công an Việt Nam.